Cấp 13 nhị sư huynh tuy là phàm nhân nhưng rất mạnh mẽ. Xem thường phàm nhân, bây giờ ta sẽ bóp nát người. Dừng lại, nội đan này phải giữ lại. Ta giữ nó làm gì? Huynh xem phương thuốc sẽ hiểu, nội đan yêu vương là nguyên liệu quan trọng, nếu hủy, linh căn của huynh sẽ thật sự hết thuốc chữa. Muốn trọng tố linh căn, trước tiên phải tụ khí, sau đó luyện cốt, sau đó tố hồn, cuối cùng chú linh. Đầu tiên cần dùng yêu vương nội đan, ngưng thần tuyển, thất diệp linh chi và long trảo hoa luyện chế thành tụ khí đan sau đó tìm nơi linh khí thịnh nhất an tụ khí đan, tụ khí tập linh để cho linh khí trong cơ thể dư thừa. Có linh khí mới có thể thay đổi gân cốt. Cho nên cần sử dụng hóa cốt khiếu nhật quyết của Thiên Tố Tông đổi gân cốt bản thân, như vậy mới có thể tiếp nhận tố hồn lô rèn đúc. Hóa cốt vị nhật quyết, tất thuộc tinh phẩm, sản phẩm Thiên Bảo Tông. Tố hồn lô có thể cải tạo hồ linh trong ra ngoài cho tu hành giả, khiến cho thể chất của hắn có thể sinh ra linh căn, cũng không có khả năng biến thành có thể. Chờ mọi việc đều làm tốt, là có thể sử dụng trung cực thần khí thái bạch xích Đúc linh căn người tu hành đang phong tạo cực Có lý đấy Đúng vậy Đây chính là phương thuốc ta trèo đèo lội suối khổ sở đưa đến Không cần quá cảm động Huynh biết đấy Sư Huynh để chúng ta tình như thủ túc Tình kiên định hơn vàng Ha Cho nên ta nói ngươi chỉ có thể bị ta đánh chết Đúng rồi À Đừng đánh Ít nhất cũng đừng đánh vào mặt Ảc à, Thuật tiểu thành Đậu má Huynh Lục sư Huynh thảm thật Đúng vậy nhưng huynh ấy cũng đáng đời đúng vậy nói tóm lại những năm gần đây sư phụ và các sư huynh đều thử trực tiếp tạo cho huynh một linh căn nhưng lần nào cũng thất bại là bởi vì phương pháp không đúng chỉ cần làm đủ công tác chuẩn bị vậy việc chế tạo linh căn mới sẽ hoàn toàn khả thi sao cái thứ này là thật phương thuốc này giấu ở tàng thư các tuyệt mật của giám sát viện huynh không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu sức lực mới trộm mượn ra tuyệt đối bảo đảm là thật ngươi có lòng tốt như vậy Tất cả mọi người đều là sư huynh đệ, sao có thể lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử? Mọi người đều biết tâm nguyện lớn nhất của huynh chính là trọng tố linh căn đi tu tiên, mong muốn của nhị sư huynh chính là mong muốn của ta, mong muốn của toàn bộ khởi phong cốc, thậm chí là mong muốn của giám sát viện, hơn nữa còn phải báo đáp ơn dạy dỗ của huynh và sư phụ. Dừng lại, đừng nói nữa. Các loại dược liệu pháp khí huynh cần ta đều xem qua rồi, toàn bộ ghi chép trong sách. Hai ngày nữa ta sẽ lên đường, giúp huynh tìm tất cả những thứ đó ta làm sao có thể chắc chắn là ngươi thật sự giúp ta mà không phải chỉnh ta dùng ta làm vật thí nghiệm tin hay không tùy huynh dù sao nhị sư huynh huynh cũng không có cách nào khác lỡ như thành công thì sao lục sử các ngươi không phải bề bộn công việc sao không cần phiền các ngươi ta sẽ tự đi tìm hai toàn bộ đại chu quốc chỉ có vọng nguyệt các của thất tông liên minh mới có long trảo hoa sao vọng nguyệt các hình như có chút quen tài ây già huynh tuyệt đối đừng đi trêu chọc thất tông liên minh thất đại tông môn này không chỉ là liên minh tu tiên mạnh nhất đại chu quốc thống lĩnh kêu gọi toàn bộ đại chu tu tiên môn phái hơn nữa bọn họ đều tự nắm giữ một cấm kỵ pháp bảo thực lực bí hiểm ngay cả giám sát viện bọn ta cũng không đắc tội nổi ngươi nói muộn rồi ta đã trêu chọc bọn họ từ lâu rồi trời ạ à, cuối cùng cũng đuổi đi rồi trưởng phòng ngài lại gạt người lại cái gì chứ chẳng qua là gần đây mâu thuẫn giữa thất tông liên minh càng ngày càng nghiêm trọng lục sử lại bận rộn không có nhân thủ ta thấy lão nhị rất nhàn rỗi bên muốn mượn tay huynh ấy đi dạy dỗ thất tông liên minh một chút ta quay lại để lấy thứ này và ta cũng không nghe thấy gì cả đừng muội nghe ta giải thích phương thuốc ta đưa cho thuật tiểu thành là thật nhưng ta cũng không biết những nguyên liệu kia ở đâu cả yên tâm đi lục sư huynh ta cũng không phải loại người thích nói lung tung sau lưng huống chi lúc trước lục sư huynh cũng coi như liều mạng cứu bọn ta bí mật này ta sẽ thay huynh giữ lấy Ôi rồi ôi, vẫn là sư muội tốt. Sớm biết lúc trước ta đã không nên giới thiệu lão thất vào, nên là đổi thành một tiểu cô nương dễ thương. Nhưng mà, nếu lục sư huynh tử tính không thay đổi, ta đây cũng không biết lúc nào có thể sẽ không cẩn thận nói ra à nha. Bỏ mẹ, đứa nhỏ này hoàn toàn bị thuật tiểu thành chiều hư rồi. Thuật tiểu thành huynh tội ác tài trời. Đến rồi đến rồi, phía trước chính là cánh đồng hoa của vọng nguyệt các. Lão lục khó có được một lần đáng tin cậy, chỉ đường tắt vậy mà thật sự vừa nhanh lại chuẩn ta nói hay là chúng ta xử lý đám tiểu tử của vọng nguyệt các trước đi nếu người ta không muốn cho thì sao vọng nguyệt các có một vườn long trả hoa bọn họ nếu nguyện ý cho ta cầm rời đi nếu không cho ta hái trộm có lẽ cũng sẽ không bị phát hiện như nhị sư huynh loại nơi này nhất định phải có rất nhiều cao thủ chăm sóc chứ binh đến tướng chặn nước đến đất chặn cái gọi là binh pháp hoa của ta đâu một vườn như thế sao lại không có bông nào thế Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.